Xin chào mọi người, Industrial Selfie. Bây giờ mình sẽ cùng làm qua bài đọc mọi người nhé. The most important championship in international football competition for women is the Women's World Cup organized by FIFA. Làm cái giải vô địch quốc tế mà quan trọng nhất trong bóng đá quốc tế cho nữ, đó chính là giải World Cup cho nữ, được tổ chức bởi FIFA, là Liên đoàn bóng đá quốc tế mọi người ha. The sport's largest governing body. Cái body này là cái cơ quan quản lý lớn nhất về thể thao. Its first tournament was held in 1991. Và cái vòng thi đấu đầu tiên á, cái trận thi đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 91, 61 years after the first for one for men, tức là 61 năm sau cái trận đầu tiên mà được tổ chức cho nam. Nam thì được tổ chức trước đó 61 năm rồi mọi người. Although established not long ago, mặc dù là được thành lập cách đây không có lâu, the Women's World Cup is growing in popularity. Thì cái World Cup cho nữ này thì nó đang phát triển một cách mạnh mẽ, gọi là phát triển phổ biến lên. Its first championship was hosted in China. Và cái giải vô địch đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc, with 12 teams sent to the represent their countries. Với 12 đội được gửi đến để đại diện cho những cái đất nước của họ. 80 years later, 8 năm sau, over 650,000 spectators, là hơn 650,000 người khán giả, attended the finals, đã tham gia vào cái trận chung kết. And nearly a billion viewers from 70 countries, và hơn một nửa tỷ người xem từ 70 đất nước đang xem trên TV. And by the Forest Tournament in 2003, và trong cái cuộc vòng thi đấu lần thứ tư vào năm 2003, the number of finalists had increased to 16. Thì cái con số mà vào chung kết là đã tăng lên 16 đội. As FIFA estimated, như là FIFA đã dự đoán á, the current 40 million girls and women playing football around the world. Hiện nay thì có khoảng 40 triệu người nữ, phụ nữ chơi bóng đá trên toàn thế giới, will equal the number of men by 2010, tương ứng với số lượng của nam giới chơi vào năm 2010. The FIFA World Cup Women's World Cup 2007 was decided to be held in China. Tức là giải World Cup nữ năm 2007 thì được dự định để tổ chức ở Trung Quốc. Originally, ban đầu, China was to host the 2003 Women's World Cup. Trung Quốc là định là tổ chức cái giải World Cup năm 2003. But due to the outbreak of SARS, nhưng mà do cái việc bùng nổ của dịch SARS, đây là dịch hội chứng si hô hấp cấp, in that country, ở cái đất nước này, the event was moved to the United States. Thì cái sự kiện này được chuyển qua Mỹ, tức là Mỹ tổ chức. Having hosted the 1999 version, là cái người mà đã tổ chức cái phiên bản năm 1999 of World Cup, về World Cup, it was thought to be the only nation that could organize the tournaments in such a short time. Thì nó được cho là cái quốc gia duy nhất có thể tổ chức được cái trận thi đấu này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tại vì thường World Cup là 4 năm, trong thời gian đó người ta được thông báo trước và người ta đã chuẩn bị. Thì mới năm 99 họ tổ chức, thì đến năm 2003 là mới có 4 năm thôi. Thì coi như là họ tổ chức liên tục hai kỳ thi, hai năm, hai đợt luôn mọi người ha. Trời, cái đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì? Là cái những cái vòng thi đấu World Cup và cái tổ chức FIFA, hay là cái giải vô địch bóng đá nữ FIFA, hay là cái giải World Cup FIFA 2007. Và cái nào có thể thay thế tốt nhất cho cái cụm từ là growing in popularity? Cái này là không còn bất kỳ ai thích nữa. Không còn bất kỳ ai mà thích nữa. Cái này là được thích bởi nhiều người. Cái này tăng lên về số lượng và được chơi bởi cái người nữ trưởng thành. Và World Cup thì được tổ chức bao lâu một lần? Này, mỗi 8 năm, mỗi 4 năm, 61 năm sau cái khi tổ chức cho nam, và mỗi 16 năm. Cái sự kiện chữ events này thì nó chỉ cái gì mọi người ha?
chỉ Trung Quốc hay chỉ cái việc nổ ra của dịch SARS hay là chỉ World Cup 2003 hay World Cup 2007 cho nữ. Và cái câu nào thì không đúng về World Cup cho nữ mọi người? Số lượng nữ chơi đá bóng thì nó bằng với số lượng nam. Hầu như là 1 tỷ người đã xem World Cup năm 99 trên cái trận chung kết á, năm 99 ở trên TV. Và cái giải World Cup nữ đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc, cái giải chung kết vô địch năm 2003 thì được tổ chức bởi Mỹ. Rồi, sau đây là phần ngữ pháp thì mọi người nghe ha, phần này không có nghe thì mọi người chỉ cần đọc thôi. Simple solution for a new you, một cái giải pháp mới, một cái giải pháp đơn giản cho bản thân bạn mới, tức là để đổi mới bản thân. Thì mình sẽ thử những cái ý tưởng tuyệt vời sau từ cái người gọi là biên soạn xinh đẹp. Đầu tiên là fitter, là mình sẽ trở nên cân đối. You look good if you decide to do more exercise. Bạn sẽ trông đẹp hơn nếu như mà bạn quyết định là tập thể dục á. Don't spend time, đừng có dành thời gian, talk là nói chuyện. Try a gym and make sure you manage go there regularly. Hãy tập gym hoặc và chắc đảm bảo rằng là bạn có thể sắp xếp để đi đến đó thường xuyên. Fresher, tức là gọi là tạo nên cái luồng gió mới cho bản thân, đổi mới bản thân. Think of the money you will save if you give up. Hãy nghĩ về số tiền bạn sẽ tiết kiệm nếu như mà bạn từ bỏ nó. Hãy nghĩ về số tiền mà bạn sẽ tiết kiệm nếu như bạn từ bỏ việc hút thuốc á. Don't just keep on say. Đừng có chỉ nói thôi. You are going to give up, là bạn sẽ bỏ. But really, nhưng mà thực sự là hãy làm việc đó. It's easy if you avoid noise, thì sẽ dễ hơn nếu như bạn tránh cái gì đó, đi đến những cái nơi mà có người hút thuốc. Rồi bây giờ phần viết của mình là mình viết về một cái cuộc thi cho học sinh cấp 2 trên TV, và mình có thể sử dụng những cái hướng dẫn sau. Thời gian và cái kênh nào trên TV, độ dài của cái chương trình này và những cái phần của chương trình. Số lượng của người tham gia thi và nội dung câu hỏi và cảm giác mà bạn có về cái cuộc thi này. Rồi mình sẽ chuyển qua phần số 7 luôn, là World Population, là dân số trên thế giới. Và nó có nhiều cái thông tin hay nữa ha. Where can you find these things? Chỗ nào, ở nơi nào bạn có thể tìm thấy những cái cảnh này? Và what do each of the pictures tell you? Và mỗi bức tranh thì nói cho bạn về điều gì? Do you think that the larger in population a country is? The stronger it is. Tức là bạn có nghĩ rằng một cái đất nước có dân số càng lớn thì cái đất nước đó càng mạnh hay không á? Đất nước mạnh á, tại sao và tại sao không? Rồi. The population of the world has been increasing faster and faster. Dân số của thế giới thì đang gia tăng ngày càng nhanh. In 10,000 BC, vào năm 10,000 trước công nguyên ha mọi người ha, before Christmas, mình có nói lần trước nè. There were probably only 10 million people, chỉ có khoảng 10 triệu người. In AD 1, tức là năm thứ nhất sau công nguyên, after Dominion, là sau công nguyên. There were 300 million, có 300 triệu người. It took 1,750 years. Nó mất 1,750 năm for the world population to reach 625 million, để dân số thế giới đạt đến 625 triệu. 1,700 năm thì mới từ 300 đến 625 mới gấp đôi được mọi người ha. In 1850, vào năm 1850, only 100 years later, chỉ 100 năm sau đó, the population reached the figures of 1.3 billion, mình coi như 1.300 triệu, tức là 1 tỷ 3. Dân số thế giới đã đạt đến con số là 1 tỷ 3. Và năm 1950, con số này là double, là gấp đôi lên là 2 tỷ rưỡi. Và năm 1985, chỉ 35 năm sau đó thì con số này là 4,76 tỷ người. Vào năm 2000 dân số thế giới là 6,6 tỷ, và vào năm 2015 thì nó được dự đoán là lên đến 7 tỷ. Thì đúng là bây giờ là đã 7 tỷ 6 người rồi mọi người ha. Hiện tại nè, năm 2021. Does the earth have enough resources to support this many people? Trái đất này có đủ nguồn tài nguyên để gọi là cung cấp cho nhiều người như vậy không? Different scientists give different answers to this question.
những cái nhà khoa học khác nhau thì họ đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Some said that, một số người thì nói rằng there are enough resources to support 8 million people. Có đủ nguồn tài nguyên cho 8 tỷ người. Others say that, những người khác thì nói rằng we must limit population growth. Chúng ta phải là hạn chế lại cái sự gia tăng dân số because bởi vì our resources are limited. Nguồn tài nguyên chúng ta có hạn. Only 10% of the earth's land can be used for farming and là chỉ 10% đất ở trên trái đất có thể được sử dụng cho canh tác and other 20% for raising animals. Và 20% khác là cho việc nuôi động vật. There is a limit to the water we can use và cũng có cái sự hạn chế giới hạn về cái nước mà chúng ta có thể dùng. Như là cái lượng nước ngọt trên trái đất là rất ít mọi người ha. There are also limits to the amounts of petroleum, iron, silver, gold and other metals. Và cũng có sự giới hạn về cái tổng số lượng về dầu mỏ, sắt nè, bạc, vàng và những kim loại khác. Research has shown that the average third world woman has more children than she wants. Cái nghiên cứu này đã chỉ ra rằng trung bình phụ nữ ở những cái đất nước thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba tức là những cái đất nước gọi là có nền kinh tế chậm phát triển á, như là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin thì có cái số trẻ em nhiều hơn cô ấy mong muốn. Among the women who do not think they have too many children, giữa những người phụ nữ mà họ không nghĩ rằng họ có quá nhiều đứa trẻ như vậy, half of them do not want anymore, thì một nửa trong số những người phụ nữ đó không hề muốn có con nữa. However, tuy nhiên, although millions of women want to limit the size of their family, mặc dù là hàng triệu phụ nữ muốn là giới hạn lại cái gọi là kích cỡ gia đình á, they know of no safe way. Họ không biết cái cách nào an toàn to have fewer children, để có ít con hơn. Safe birth control methods for family planning. Cái gọi là phương pháp này, hạn chế sinh an toàn cho cái việc kế hoạch hóa gia đình are not available to them, thì không có gọi là sẵn với họ. It's time governments and international organizations, đã đến lúc mà chính phủ và những tổ chức quốc tế did something to help them, làm cái điều gì đó để giúp đỡ họ, so that để mà the world population growth can start to decrease. Cái việc gia tăng dân số thế giới có thể bắt đầu giảm lại instead of continuing to increase, thay vì cứ tiếp tục tăng lên như vậy. Và bây giờ mình sẽ xem những cái từ này ha, mọi người xem nghĩa của nó và điền vào đây. Ba chấm, hầu hết những cái nhà báo mà học về báo chí ở trong trường đại học thì còn có những một số cái người viết còn lớn tuổi hơn thì chưa bao giờ họ học ở trường đại học. Can you explain the, bạn có thể giải thích cái gì đó for changing salt water to fresh water, để mà đổi từ nước biển thành nước tinh khiết. The number of injuries from automobile accidents, số lượng những người bị thương từ những vụ tai nạn gì đó every year, mỗi năm. Some countries are poor because they have very few natural, một số đất nước thì nghèo bởi vì họ có rất là ít cái gì đó thiên nhiên. These are all, đây là tất cả. Đây là figure mọi người nha, figure là cái con số, cái con số. There isn't, có một cái gì đó, of 20 minutes for this drug test, về là khoảng 20 phút cho cái bài test ngắn này. Students must turn in the papers in the end of the 20 minutes. Học sinh thì phải nộp bài thi ở khi kết thúc, sau khi kết thúc 20 phút. The United Nations is an organization, Liên Hợp Quốc là một cái tổ chức gì đó. Some children behave badly and their parents can't them. Một số đứa trẻ thì cư xử tệ lắm và bố mẹ của chúng thì không thể cái gì đó chúng. Rồi câu hỏi của mình nè, dân số thế giới vào những cái năm này là bao nhiêu? Và có bao nhiêu người trên thế giới là được dự đoán vào năm 2015? Và trái đất có đủ nguồn gọi là tài nguyên để cung cấp cho dân số thế giới hay không? Và có phải hầu hết những người phụ nữ ở thế giới thứ ba thì họ muốn có nhiều con không? Tại sao những người phụ nữ không thể, những người phụ nữ trên thế giới không thể gọi là giới hạn lại cái kích thước gia đình của họ? Sau khi mình đọc thì mình sẽ thảo luận với bạn và tìm ra 5 cái đất nước mà lớn nhất trên thế giới, gọi là nhiều dân số nhất trên thế giới, và nói về việc là họ ở đâu, cũng như là đất nước nào là giàu nhất và đất nước nào là nghèo nhất. Rồi, dưới đây là một số cái nguyên nhân về dân số thế giới, sự bùng nổ dân số thế giới, explosion, và mình hãy đặt nó theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích.
fewer children die at birth than ít trẻ em bị chết lúc sinh hơn á. People are not aware of problem of overpopulation. Con người ta không nhận thức được cái vấn đề về việc quá gia tăng dân số quá mức á. People are not properly educated. Con người ta thì không được giáo dục một cách toàn gọi là phù hợp về cái vấn đề này, không được giáo dục tốt về vấn đề này. People believe that having children means happiness. Người ta tin rằng có nhiều trẻ có nhiều con thì sẽ có niềm vui, hạnh phúc. Religion doesn't encourage people to have fewer children. Tức là cái tôn giáo thì họ không khuyến khích người ta có ít trẻ con. Many people believe that having a large family is a form of insurance. Nhiều gia đình thì tin rằng có một cái nhiều người tin rằng có một cái gia đình lớn thì sẽ là một cái hình thức mà nó đảm bảo hơn, chắc chắn hơn. Và đây là danh sách về việc những cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt với sự nghèo đói và những ở những cái đất nước nghèo đói và có dân số quá đông. Và sau đó mình sẽ trình bày trước lớp, và ví dụ như là không có đủ thức ăn nè, cái chuẩn mực sống thấp nè, điều kiện sống thì tệ nè, thiếu đi trường học, bệnh viện, giáo dục, bác sĩ, y tá nha. Rồi. Sau đó thì mình sẽ tìm ra cái giải pháp cho những cái vấn đề về gia tăng dân số quá mức và trình bày trước lớp những cái cụm từ mình có thể sử dụng như là raise and aware of the problem of overpopulation, tức là mình nâng cao cái nhận thức về cái vấn đề gia tăng dân số, hoặc là nâng cao chuẩn mực sống, action side implement là thực hiện, reward and punishment policy tức là những cái chính sách khen thưởng và phạt đó, carry out thực hiện population education programs, gọi là chương trình giáo dục về dân số, family planning programs chương trình kế hoạch gia đình, use sử dụng những cái phương pháp mà hạn chế sinh đẻ, và mình nói về những cái vấn đề này với những cái giải pháp đưa ra. Rồi phần nghe của mình thì bạn nghĩ là thế giới của chúng ta có bị gọi là gia tăng dân số quá mức hay không, và cái lục địa nào có dân số là nhiều nhất? Rồi sau khi mình nghe thì mình sẽ chọn ra những cái câu là expert là chuyên gia thì họ nói rằng có bao nhiêu dân số trên thế giới hiện nay, và theo cái chuyên gia này dân số của thế giới thì đang gia tăng khoảng bao nhiêu đó, bao nhiêu người một năm. Theo cái chuyên gia này thì cái khu vực mà nó có cái gia tăng dân số, tỷ lệ gia tăng dân số nhanh nhất là khu vực nào? Những nhà khoa học này thì nói rằng lý do chính cho việc mà bùng nổ dân số là gì? Như là tỷ lệ mất nè, tỷ lệ sinh nè, việc gia tăng trong tỷ lệ mất hay là việc giảm trong cái tỷ lệ mất. Và câu nào sau đây là không được đề cập trong bài nói là về vấn đề gọi là biết chữ hay là thiếu thức ăn hay thiếu bệnh viện trường học hay điều kiện sống tệ, nghèo khổ đó. Và cái giải pháp này sau đây không được đề cập bởi người nói cung cấp những cái phương pháp về hạn chế sinh mà không có tốn kém này, mà an toàn, giáo dục mọi người và khuyên mọi người sử dụng phương pháp hạn chế sinh giản, cũng như thực hiện một cách nghiêm túc về những cái chính sách kế hoạch hóa gia đình mọi người. Sau khi mình nghe thì mình trả lời những câu hỏi là theo những cái chuyên gia thì dân số của thế giới vào năm 2015 sẽ là bao nhiêu? Cái chuyên gia này đã nói gì về cái việc tỷ lệ gia tăng dân số ở một số cái nơi trên thế giới? Theo chuyên gia này thì cái lý do gì cho việc giảm trong cái tỷ lệ mà mất lúc sinh đó nhỉ? Trẻ em bị mất ngay lúc sinh ra. Theo cái chuyên gia thì vấn đề gì mà việc bùng nổ dân số thế giới có thể gây nên cho thế giới và đặc biệt là đối với những đất nước đang phát triển? Có bao nhiêu giải pháp mà các chuyên gia này đề ra và chúng là gì? Bây giờ mình sẽ cùng nghe lại nha. Unit 7, World Population, Part C, Listening. Good evening, ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honored to have Dr. Brown, a world-famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population? Well, there are over 6,700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.
Do all parts of the world have the same rate of population growth? No, they don't. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first, Africa second, and Asia third. What is the main reason for the population explosion? Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of living conditions and medical care. I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right? Yes, it is. It has caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards. Can you make some suggestions on how to solve these problems? I think there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies. Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown. You're welcome. Phần writing của mình là mình sẽ nghiên cứu về cái biểu đồ sau cẩn thận, một cách cẩn thận. Sau đó mình viết một cái đoạn văn 100 đến 120 từ mô tả thông tin. Rồi, đây là những cái khu vực trên thế giới và có tỷ lệ phần trăm. Rồi, mình sử dụng những cái cụm từ sau. It can be seen that, có thể được thấy rằng. Distributed unevenly, được phân bố không đều. Account for percent, chiếm bao nhiêu phần trăm. More than double the population of, hơn gấp đôi dân số của gì đó. Half as much as, nearly half of, là gần một nửa của, hay là nhiều bằng một nửa của. Rank first, last, xếp đầu tiên hoặc cuối cùng. Mình sẽ bắt đầu là cái biểu đồ này thể hiện cái sự phân bố dân số thế giới theo vùng, by region là theo vùng mình ha. Rồi. Phần language focus của mình á thì nè, thì nói sơ qua phần này mọi người nhìn ha, những cái tỷ lệ cái này thì ví dụ mình nhìn xem cái nào là gấp đôi cái nào, ví dụ như là cái này 15%, 32 thì cái này là hơn gấp đôi một chút xíu so với cái này. 11% với 6 nè thì nó cũng cái này gần bằng một nửa. Kiểu như cái này gần gấp đôi cái này. Đó, cái này gần bằng một nửa cái này. Cái này với cái này thì cái nào xếp đầu tiên, cái nào xếp cuối cùng mọi người ha. Đó, thì mình cứ chỉ cần liệt kê ra như vậy là được. Rồi mọi người tham khảo thêm ở trên mạng nữa về cái cách viết biểu đồ mọi người ha. Rồi, đây là những cái âm clean là color, glean, crowd, grow, quarrel. Những cái âm này thì cũng dễ thôi, không có khó phân biệt. Tiếp theo là câu điều kiện loại 1, loại 2, loại 3 và câu điều kiện trong cái câu tường thuật. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy là đây là câu điều kiện loại 1 nè. Câu điều kiện loại 1 tức là một vế if chia hiện tại đơn, vế kia mình chia tương lai đơn, mọi người ha. Còn câu điều kiện loại 2 á là một cái vế if chia quá khứ, gọi là quá khứ giả định, mình sẽ dùng là were cho động từ to be. Còn vế thứ hai thì mình sẽ chia là would cộng v0. Và cái này thì mọi người xem trong từng cái video mình làm ha, để giải thích nó rõ hơn về câu điều kiện bạn ha. Có thật ở hiện tại nè, không có thật ở hiện tại, không thể xảy ra ở hiện tại nè. Rồi, sau đó thì mình sẽ có một cái câu điều kiện loại 3 trong bài này luôn, là ở đây chia quá khứ hoàn thành. Còn cái này là would cộng have cộng v3. Đó, quá khứ hoàn thành là mọi người would have v3 nè, mình cứ đúng theo cái cấu trúc đó mình làm thôi. Và thay đổi những cái câu điều kiện sau thành cái câu gọi là tường thuật. Thì ở trong cái ngoặc này là câu trực tiếp ở dạng câu điều kiện, khi mà mình đổi ra ngoặc nó sẽ như thế này. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua cái xe đó. Cô ấy nói rằng là, nếu cô ấy là tôi ha, nếu cô ấy là tôi. Thì cái I này tức là cô ấy nè, người ta đổi thành she, were thì vẫn giữ là were me, you thì thành me, cô ấy, I thì thành she, wouldn't buy that coat. Rồi, giống như vậy luôn mọi người ha.
Tức là về phần câu điều kiện ở đây thì nó vẫn không có thay đổi mà ha. Nó vẫn là câu điều kiện loại 2. Thì tương tự ở đây, người đàn ông nói với cô ấy là nếu như ông ấy sẽ đến để gặp cô ấy, nếu như ông ấy có thời gian thì mình cũng chia, giống như là cái câu điều kiện. Ở đây câu điều kiện loại 1 này, the man said to her, he will come to see her if he has time. Ở đây thì mình nên để ý một chút xíu về cái I thì dùng have, còn he thì dùng has, để chia cho nó đúng thì thôi là được rồi mọi người. Rồi thì bài học của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và mình xin chào mọi người.